Chào mọi người, hôm nay mình lại tiếp tục đi chợ rừng và mình sẽ làm một clip này cho mọi người xem, vì vào mùa mưa thường thường thì người ta sẽ bán khá nhiều là đồ rừng nhá, săn bắt được. Và khoảng cách từ chỗ mình ở lên cái chợ này thì khoảng 25 cây số. Mình chạy ngày nay mình chạy xe máy đi nhá mọi người. Và cái chợ hôm nay mình đi gọi là chợ 14. Tiếng Lào người ta gọi là Talat Sipsi. Ở chợ này thì nằm trên cái trục đường đi thẳng qua Campuchia, đi qua đây, đi qua cửa khẩu Campuchia thì cứ khoảng 5-70 cây gì đó, nhưng mình cũng không nhớ rõ lắm. Chợ này có biệt danh mình hay gọi là chợ rừng, vì là người ta đồ chủ yếu người Lào người ta bán những đồ săn bắt hái lượm được và những cái thứ mà tự nhiên nhé. Đa phần là những cái đồ săn bắt thú rừng là người ta sẽ bán ở cái chợ này là chính. Mỗi năm thì cứ vào cái mùa mưa đến thì người ta sẽ cái mùa săn bắt sẽ bán được khá nhiều là những cái đồ rừng, nhưng mà mỗi năm thì nó sẽ một ít đi. Những cái năm đầu tiên mình qua thì rất là nhiều các loại con nhá mọi người. Bây giờ người ta săn bắn còn được nhiều, còn bây giờ thì tỷ lệ này càng ngày nó sẽ càng giảm sút đi. Và đây giờ mình đã đến được cái chợ rồi nhá. Ở đây cái chợ thì là một cái chợ cũng không lớn lắm đâu, nhưng mà chủ yếu nó bán những cái đồ rừng thì mình thích, lâu lâu mình thích đi là vì lý do vậy nha mọi người. Có những cái thứ lạ lạ thì người ta sẽ hay được bán ở đây. Đây là phía khuôn viên phía ngoài của chỗ khu gửi xe nhé. Chợ này mức đầu mở ra thì cũng nhỏ nhỏ, nhưng bữa nay người ta quy hoạch lại thì cũng thấy khá rộng. Phía bên này là cái bãi đậu xe ô tô cũng rất là rộng nhé mọi người. Còn những năm trước mình đi thì nó chưa mở rộng thì thấy nó nhỏ lắm. Nhưng bây giờ thì khả năng tập trung buôn bán thì nó cũng lớn lên dần nên là thấy là khá to nhé mọi người. Và bây giờ mình sẽ để xe ở đây và đi vô phía trong chợ xem mà có cái gì không nhá. Ở đây thì ở phía ngoài này thì bữa nay tập trung buôn bán khá đông đúc. Ồ, đây có miếng thịt heo rừng này mọi người. Ồ, cái lông heo rừng nó đã chưa, lông đen xì. Mình đi vào phía trong xem có thêm những cái gì không nhá mọi người. Đây thì rau củ quả thì người ta sẽ thường người ta sẽ bán theo những. Ồ, đây có hai con vịt này, giống như hai con vịt trời, đúng rồi, vịt trời săn về nhé. Ở đây thì mình thấy đa phần một số thì nó cũng có đồ sống, và một số thì săn bắn chim này thì đa phần chim săn bắn thì là đều bị cứng hết rồi nhé. Mình đi vòng qua đây xem có cái món gì mà ở đây có con kỳ đà to này mọi người, vì cái mùa mưa này thì mùa kỳ đà mà, ở đây mùa này thì kỳ đà rất là nhiều nha mọi người. Đấy, bây giờ mình thử trả giá cái con này xem bao nhiêu tiền nha mọi người. Sai là một. Sao đây? Và mình trả giá thử thì con này họ nói là 450.000 nhé. Nó khoảng được tầm ký rưỡi đến ký 7. 450.000. Cũng khá to, con này khá to mọi người. Nhưng mà cũng có con còn to hơn nữa nhé. Và cái mùa này thì kia rất là nhiều. Ngày nay mình đi chợ rừng thì cũng thấy ít nhá, chủ yếu là có mấy con kỳ đà và ít miếng heo rừng và ít chim vậy thôi, chứ cũng không có nhiều. Mọi khi như cái năm tầm bây giờ đi thì khá nhiều rồi nhá, vì bây giờ càng ngày càng có vẻ nó cái tỷ lệ người ta săn bắn nhiều nên nó sẽ giảm bớt và sẽ không còn nhiều như mọi năm nữa nha mọi người. Bình thường mình đi đây thì nó có đầy đủ cả vị đồ rừng khá nhiều, thịt nai, thịt hoãng, rồi là rắn, rồi là nói chung là cũng khá nhiều. Nhưng mà lần này có khi là hôm nay mình đi không gặp hay sao, có gì hẹn mà mọi người ở clip sau nhé. Và mọi người nhớ ủng hộ mình một like và bấm đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé.